Bí thư Đồng chí Trần Hưng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Bình Định, trưởng ban tổ chức giải. Bí thư quý vị đại biểu khách quý, đưa các đoàn vận động viên thể thao tham dự. Trong không khí toàn đảng, toàn dân thi đua sôi nổi để thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể thân đức quốc hội Việt Nam. Hôm nay trên mảnh đất các anh hùng và người khác, liên đoàn bóng đá Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức khai mạc vô địch cờ vua nhóm tuổi miền Bắc và giải cờ vua tỉnh Bắc Giang mở rộng lần thứ tư năm 2017. Nhân dịp này, thay mặt cho lãnh đạo sở ban tổ chức giải, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các đồng chí trong ban tổ chức, trọng tài, các trưởng đoàn, vận động viên, các vận động viên.